các nhà máy ngói bị thấm dầu khi trời mưa lớn, nếu không phát hiện kịp thời bạn đóng la phong thì sẽ hư luôn cái trần nhà của bạn. Vậy hãy cùng ông Bán Sơn xem ngay giải pháp phun phong cách nhiệt. Sau khi bạn biết đến giải pháp công nghệ tuyệt vời này, bạn không còn lo tình trạng thấm dột vì nó là vật liệu không truyền nhiệt xuống bên dưới, nên làm cho không gian của nhà bạn luôn luôn mát mẻ và tránh ồn ào. Có cách nào hay hơn không? Siết như thế này có thể gây ra cái tình trạng vết ngói nữa. Tôi tiết lộ thêm một điều tuyệt vời mà bạn không cần phải tìm cách gia cố từng viên ngói để tránh bỏng như thế này. Vì lớp phong xịt cách nhiệt sau khi phun giúp liên kết toàn bộ mái nhà thành một khối. Bạn không cần phải lo ngói bay giống như là bạn xem trên mạng mà người ta chia sẻ. Rất nhiều bạn hỏi rằng liệu khi phun phong cách nhiệt hợp chất AB trực tiếp lên đòn tay hoặc khung sắt, khung kèo bằng kim loại của mái nhà, nó có gây ra hiện tượng là mục, hư hỏng hay bị xét không? Câu trả lời là không nha các bạn. Thực tế phong cách nhiệt là một loại vật liệu không giữ ẩm, không thấm nước, nên nó sẽ không tạo ra môi trường cho độ ẩm tồn động, những điều kiện để mà gây bị xét hoặc là hư hỏng cho kim loại. Phong cách nhiệt hoạt động như một lớp bảo vệ, không chỉ ngăn ngừa gió, nước mà còn giúp cách nhiệt, chống nóng. Khi phong bám lên bề mặt đòn tay, khung kèo làm kim loại, nó tạo ra thành một lớp màng kính ngăn không cho nước và không khí ẩm thấm vào. Điều này giúp bảo vệ kim loại của các bạn, có những tránh những yếu tố ăn mòn, kéo dài tuổi thọ của phong mái nhà và liên kết mái nhà thành một khối chắc chắn. Cũng có nhiều người hỏi ông Bán Sơn tôi cách chọn lại phong cách âm hay phong cách nhiệt sao cho phù hợp, và tôi cũng đã rất nhiệt tình tư vấn miễn phí. Đặt hàng thì tốt, không đặt hàng cũng không sao, tham khảo thôi cũng không vấn đề gì, tôi vẫn giải đáp cho họ nhiệt tình cặn kẽ. Vậy để chọn lại phong cách nhiệt phù hợp cho mái nhà của bạn, chúng ta vẫn cần hiểu rõ về hai loại phong phổ biến là phong tế bào kính và phong tế bào mỡ. Phong tế bào kính còn gọi là phong chlorocell. Phong tế bào kính có cấu trúc chắc chắn với các tế bào nhỏ, khép kín, không để nước hoặc không khí thấm qua. Đây là lựa chọn tốt nhất cho những ai cần khả năng chống thấm nước, chống dột, cách nhiệt tối ưu. Và đặc biệt là khi bạn muốn bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa bão hay mưa lớn. Foam tế bào kính cũng được ông Bán Sơn sử dụng để phun foam chống nóng mái tôn mặt ngoài hoặc những công trình bị chống nước, bị nóng bức ồn ào mà bên trong đã đóng la phong, không thể nào thi công dưới mái nhà. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các video kỳ trước về phun foam cách nhiệt ngoài trời trên kênh mà tôi đã làm. Phun foam cách nhiệt ngoài trời bao nhiêu tiền một mét vuông? Foam tế bào mỡ hay còn gọi là foam open cell, nó ngược lại. Foam tế bào mỡ có kết cấu nhẹ và mềm hơn, thích hợp cho những không gian cầm cách âm hoặc có sự thông thoáng. Tuy nhiên, loại này thì bị thấm nước và không có khả năng chống thấm như là foam tế bào kính. Vì thế nếu bạn cần cách âm, cách nhiệt nhẹ nhàng, foam tế bào mỡ là sự lựa chọn tiết kiệm hơn, nó rẻ tiền hơn là foam tế bào kính. Tùy thuộc vào cái điều kiện thi công. Vì vậy nên là tôi vẫn yêu cầu bạn là gửi cho tôi cái điều kiện mặt bằng, hiện trạng mái như thế nào để cung cấp cho bạn những cái giải pháp tối ưu hơn về từ cái chi phí, về cách thi công hay là những cái điều kiện khác. Ngoài dịch vụ phun cách nhiệt bằng máy phun công nghiệp của ông Bán Sơn, bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm các giải pháp chống nóng tự làm để tiết kiệm chi phí. Với những công trình quan trọng, điều kiện khắc nghiệt, di chuyển máy móc khó khăn, bề mặt quá nóng hay tiếp xúc nước thường xuyên, quá xa khu trung tâm, vân vân, bạn có thể tham khảo cách chống nóng tự làm là bộ bình phun nguội 18kg. Đây là bộ bình phun nguội được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất, áp dụng kết hợp những phương pháp bơm nén tỉ trọng cao và công thức đặc biệt nên giá nó sẽ cao hơn các giải pháp thông thường. Nó được thiết kế cho các yêu cầu khắc nghiệt, vì vậy không phải là dành cho tất cả mọi người. Bạn biết không, ở Mỹ nó được bán với giá hơn 1.000 đô la đấy. Tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm mang công nghệ này về Việt Nam để có thể giá thành thấp hơn cho tất cả các nhà dân dụng. Đừng quên follow kênh để cập nhật tin tức mới về bình phun nguội nhé. Nếu bạn hỏi thăm một giải pháp chống nóng hiệu quả hơn, dễ ứng dụng với một chi phí rẻ hơn thì chai foam xịt cách nhiệt 750 có vẻ là giải pháp phù hợp cho bạn. Bạn đang băn khoăn không biết cách thi công chai foam xịt cách nhiệt 750, tôi cũng đã có video hướng dẫn bạn chi tiết IP để tôi gửi cho bạn nếu bạn có nhu cầu cách nhiệt cho diện tích nhỏ hoặc xử lý những khe hở trong mái ngói. Chai foam xịt cách nhiệt 750 là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Sản phẩm này dễ sử dụng và bạn có thể tự xịt vào các vị trí cần thiết mà không cần thiết đến dụng cụ phun phức tạp. Vậy là bạn đã hiểu rõ về việc phun phong cách nhiệt đã phổ biến trên toàn thế giới. Nó không gây hại cho khung kèo kim loại mà còn mang lại rất nhiều lợi ích về cách nhiệt, chống thấm, bảo vệ mái nhà. Nếu bạn muốn bảo vệ ngôi nhà của mình trong mùa mưa bão, đơn giản là giữ cho ngôi nhà luôn mát mẻ, hãy kết bạn ngay với dịch vụ phun mưa phong của ông Bán Sơn. Bạn có thể thực hiện với bộ bình phun nguội 18kg hoặc chai phun xịt cách nhiệt 750 để có giải pháp linh hoạt và hiệu quả hơn. Nó là những giải pháp thủ công tân tiến nhất hiện tại. Bạn muốn gọi trực tiếp cho tôi để tư vấn cho bạn cụ thể từng cho công trình của bạn thì lấy số điện thoại tôi để ở trong phần bình luận hoặc là phần mô tả của video này. Cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu, ngoài Bắc hay ở trong Nam hay ở dưới miền Tây thì chúng tôi cũng có máy móc và đội ngũ phục vụ bạn. Nếu bạn thấy video này bổ ích và có ích với những người bạn bè của mình thì hãy bấm like và chia sẻ những video này cho họ để họ biết thêm những công nghệ hiện tại và để họ ứng dụng rộng rãi trong tương lai. Cảm ơn các bạn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.